tại khu vực cầu Thới Sơn này, vừa làm đang làm cầu dẫn ra trụ chính, nhịp chính của cầu Đại Biểu 2 để tiện cho việc thi công ngoài đó cho công trình nhịp chính dây băng cầu Đại Biểu 2. Thì trụ như vậy thì gồm có 24 cọc với độ sâu khoan là 80 m một cọc ha. Thì khối bê tông là một trụ như vậy là đổ 250 khối bê tông. Thì theo em tìm hiểu được biết thì đến thời điểm hiện tại thì những cọc khoan nhồi trụ chính dây băng đã được đổ bê tông hoàn tất. Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Hiện tại em có đang có mặt trên nhịp phụ của cầu Rạch Miễu 1 nè. Thì hôm nay em sẽ đi qua khu vực của Tiền Giang, cập nhật tiến độ công trình cầu Rạch Miễu 2 tại khu vực cồn Thới Sơn này. Mời cả nhà cùng đi với em hay xem tiến độ công trình ở bên cồn Thới Sơn này như thế nào nhé. Phía Tiền Giang gỡ vướng đẩy nhanh tiến độ cầu Rạch Miễu 2 khu vực cồn Thới Sơn. Thì còn tại cồn Thới Sơn gồm có hai cầu nhỏ, cầu Cả Sức và cầu Đúc, thì tổng tải chỉ có 8 tấn, bị giới hạn về tổng tải ha. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị tỉnh Tiền Giang xin mượn đường huyện 94C là đoạn đường trước mặt chúng ta cả nhà, chuẩn bị tới 2003 nè. Thì khu vực này vì phương án vật tư bằng đường thủy thì không khả thi vì chi phí thì tăng gấp đôi và số lượng bị hạn chế thì phụ thuộc vào nước thủy triều lên xuống. Đây là trước mặt chúng ta là đường huyện lộ 94C. Theo như ông Trần Văn Bon, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, thì sau khi tiếp nhận ý kiến của ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang đã khảo sát thực tế tại hiện trường tuyến đường 94C này, thì cho thấy tuyến đường vẫn đảm bảo giao thông. Thì tuy nhiên, khi các nhà thầu sử dụng tuyến đường này thì vận chuyển vật tư, thiết bị thì phải có trách nhiệm duy tu, sửa chữa. Nếu phát sinh hư hỏng thì phải đảm bảo an toàn giao thông. Và sau khi hoàn thành cầu, bên ban công trình còn phải chủ động phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương để kiểm tra đoạn đường này để có phương án sửa chữa và bàn giao lại cho cơ quan quản lý địa phương. Thì cũng đã được giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho phép, nhưng mà thực tế thì hôm nay em đi trên đoạn đường này thì không có xe chở bê tông đi trên đường này, vì em thấy đoạn đường này cũng nói chung là khá yếu so với những cái xe bê tông đó. Mà em thấy có một phương án khác là chở bê tông từ phía bên bờ của An Khánh đi đường phà ha, rồi qua bên khu vực cồn Thới Sơn đi theo cái đường dẫn cầu Rạch Miễu mới luôn, thì tuyến đường nó sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà cũng phải là lụy phà, rất là hạn chế về khối lượng bê tông. Rồi bây giờ đến đây thì em cũng xin tạm ngưng máy ha. Đến phần gần với công trình của cầu Rạch Miễu 2, em sẽ tiếp tục cập nhật đến với cả nhà hình ảnh mới nhất tại nơi đây như thế nào ha. Thì em đi nãy giờ cũng gần đến với công trình này cái nè. Phía trước 100 m có công trình ha, công trường ha, chia sẻ với nhà. Thì những cái xe chuyên dụng chở đất đây nè, vải khu này. Đây là hiện tại em đang đi trên đường huyện lộ 94C cái nè. Từ
này thì em thấy đang san lấp cát này, san lấp cát khu vực gần với đường huyện lộ 4C ha. Là khu vực hướng về nhánh phụ cầu Rạch Miễu 2 nè. Khu vực bên đây là về Bến Tre hết nha. Này đang san lấp cát để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bên đây đang làm những cái ống ống cọc bê trong tông nè. Khu vực này đang làm những cái ống cọc bê tông ha. Hướng này là về phía bên còn Bình Đức đó cả nhà, còn phía Sơn đi hướng về phía Bình Đức ha. Công trường đang làm rất là nhộn nhịp luôn. Sẽ chạy lên trên tí xíu cả nhà. Đây là khu nhà điều hành liên danh nè, để làm công trình cầu Rạch Miễu 2 ha. Trung chính Đạt Phương và Trung Nam là ba nhà thầu liên danh để làm công trình cầu Rạch Miễu 2 tại cầu Thế Sơn này. Và đây là đường dẫn hướng đi lên cầu nè. Hướng này đi lên xuống xuống huyện lộ 94C của Cù Lao Thái Sơn, còn Thái Sơn. Đây là nhịp phụ lên xuống nè cả nhà. Thì khu hồi nãy là nhịp chính đó. Cái phần bên đây là khu nhịp chính, máy móc đang hoạt động ha. Đó, đây là khu nhịp chính nè. Rồi em sẽ thẳng xuống tí xíu nè. Thẳng xuống tí xíu thì sẽ có một cái nhịp phụ nữa thì cũng để lên xuống với còn Thái Sơn luôn. Đây, bên đây. Bên đây thì cũng đã giải phóng mặt bằng và cũng đã bơm cát nè. Bây giờ em sẽ đi ra khu vực ngoài sông Tiền, sông lớn ha, nối giữa cầu Thái Sơn và Bình Đức nè. Đây là nhịp chính nha bạn, chia sẻ cùng với cả nhà tiến độ ở ngoài đây như thế nào. Tông tí nè, tông tí thì cũng chưa có giải phóng mặt bằng nhiều. Đây là hướng ra ngoài huyện lộ nãy nè cả nhà, huyện lộ 94C á. Nó thì ở ngoài đó xe cẩu đang cọc khoan nhồi, đang khoan cọc nhồi ha. Khu vực ngoài đó thì đang khoan cọc nhồi. Khu vực ngoài đây ngoài bờ sông nè. Đó thì ngôi nhà này cũng đến nay vẫn chưa có di dời. Đó, đây là khu vực hướng đi ra ngoài bờ sông Tiền. Đây là nhịp chính cầu Rạch Miễu 2, ra phần nhịp chính cầu Rạch Miễu 2.
Thì khu vực mà nó đang đưa những cái ván khuôn xuống đó nha, chuẩn bị đổ cái mố nền ha trên bờ cho trụ cầu. Rồi cả nhà, hiện tại em đang có mặt khu vực mới gần cái bờ sông Tiền này cả nhà. Đây thì công trình ở khoan ở đóng những cái trụ cột khoan nhỏ ha. Đây là phần ngay trụ này, của sát bờ nè, 2 4 5 6 em đếm là khoảng 8 cọc cả những cái nhà. Ở đây là hình ảnh ngoài lòng sông nè. Đó thì công trình đang xây dựng cái cầu cầu dẫn ra ngoài nhịp chính ha để thi công. Thì cầu dẫn này sẽ đi ra khu cầu chính dây văng đó kìa, nhịp chính của cầu dây văng á, làm để thuận tiện đi ra vào. Thì ở giữa lòng sông em mới thấy thả cái ống vách phan nhồi xuống cả nhà. Hồi nãy ống vách rất là cao rồi em mới lại là ống vách rất là cao ha, mới thả xuống cái độ sâu như đó. Khu vực ở ngoài lòng sông Tiền nè, khu vực nối với Bình Đức nè, thì ở ngoài đây bê tông được đổ trộn trực tiếp trên xà lan ha, ngoài lòng sông ha, xà lan cát đá nè, thì máy tộn bê tông sẵn sàng trực tiếp bên đó luôn cái này. Thì tại khu vực cầu Thới Sơn này vừa làm đang làm cầu dẫn ra trụ chính nhịp chính của cầu Đèo Biển 2 để tiện cho việc thi công ngoài đó cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ em đã ra khu vực của bờ sông Tiền này, khu vực làm nhịp chính của cầu Lạch Miễu 2 ha. Ngoài đây là dàn cọc của nhịp chính nè, cầu Lạch Miễu 2. Dàn cọc thứ nhất ha, trụ thứ nhất và trụ thứ hai, dàn cọc chính ha cả nhà. Thì mỗi dàn trụ như vậy là có 24 cọc với độ sâu là 80 m ha. Nó đường kính thì 2 m. Với khối lượng đổ bê tông một trụ như vậy là 250 tấn bê tông, một con số rất lớn luôn. Thì đã thêm nắm được tình hình thì đã hoàn tất việc đổ bê tông những cái trụ móng cầu, trụ chính của cầu dây văng, cầu Định Miễu 2. Thì giờ hiện tại đang làm những cái trụ trụ phụ nè. Bây giờ đang làm những cái trụ phụ nè. Thì trong đây là khu vực của cầu Thới Sơn nè, khu vực cầu Thới Sơn đang đang làm cái cầu dẫn ra nhịp chính của cầu Đình Miễu 2 để tiện cho việc thi công ngoài đây cả nhà. Đây, làm cái cầu dẫn này sẽ đi ra tới trụ nhịp ngoài đây ha. Thì ở khu vực bên cầu Thái Sơn này cũng vừa đang xây dựng lắp ráp cái cầu dẫn ha cả nhà, cầu dẫn để thi công ngoài trụ chính của cầu dây văng, cầu Đặc Biểu 2 ha, sẽ được đóng trụ ra mút ở ngoài đây luôn cả nhà, sẽ được đóng ra ngoài đây luôn ha để làm thi công muốn trụ nhịp chính cầu Đình Miễu 2. Đây là hình ảnh dòng sông chính
của công trình cầu Rạch Miễu 2 nè. Thì khu vực bên đây là những cái xà lan chuyên dụng ha, chở những cái lồng sắt để chuẩn bị đổ bê tông này cả nhà. Đó, bên đây là cái ống bích khoan nhồi nè, rất là to luôn. Rồi, bên đây là những cái ống sắt nè, chuẩn bị để đổ bê tông ha. Cái lồng khung sắt thép nè, chuẩn bị đổ bê tông.